sáng đã đủ phút rồi. Những bạn có nào sở trường? Có đi. Nửa xét người ạ. Máy này có chức năng ghi âm. Một căn bông đen, một có bông ghi. 4-5 cái khăn trong túi. Hai chai nước trong túi ạ. Có một khăn đấy này, khăn tháng 2. Khăn đấy này anh xếp. Nhưng mà anh vừa mua hai chai nữa không? Bỏ hút. Trơn ăn được cái đấy trời ơi. Mất trụ trượt trượt. Cố làm xuất bài này. Mày mồm thích. Được cái thằng này mày phá bạn. Không, mấy anh kia bạn. Ba xét xem càng thích. Đấy, thế mà anh kêu là mà hai thôi thích hơn. Hai thôi thích hơn, cứ không cứ phải lùa cho này sẽ quanh dần. Mà hai thì nó là thích. Thằng này lùa cho lúc còn em một điểm thôi. Chuẩn bị đồ nghe đấy cần gì nữa. Chưa nói. Quài. Quài không chạy à? Ở đây lắp đi. Đi. Gần thêm một tí nữa nó lại bay tiếp. Nhưng xa quá thôi. Xa quá rồi thì bay. Để cho nó đi. Quánh khó. Ý là... Ý là... Tình hình là 20 giờ đều 20 giờ 15 22 giờ 15 ổn này mà sáng mai cũng mưa được đất này.
tít tít này mà gặp phải mấy thằng chín mốt thì nó